iPhone 10R với iPhone 10S chốt rồi nhưng mà vẫn khó chọn. Ai? Cái gì? Chọn Note 10 5G khắc phục được cả hai cái. À, nghe thì có vẻ là hơi vô lý nhưng mà nó lại hợp lý VL. Anh em thấy không? Đây chính là con Galaxy Note 10 5G. Vậy thì nó hợp lý ở những cái gì? Thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video này nhá. Và thank you bạn Minh Nguyễn đã đưa cho mọi người một sự lựa chọn nữa. Và nếu các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 thì có thể tham khảo tại Intermobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn có xem video hôm qua mình làm về iPhone 10S và iPhone 10R thì các bạn cũng đã quá rõ về những vấn đề này rồi. iPhone 10R thì có nhiều màu sắc để lựa chọn, có pin trâu, trong khi đó thì iPhone 10S thì màn hình của nó lại cực kỳ ngon, rồi mang tới cho chúng ta một cái mặt lưng với cụm camera kép, nhiều công nghệ các thứ này kia. Thế nhưng mà con 10S thì nó cũng có một cái nhược điểm, nên là nó là ít màu sắc để lựa chọn, thì rõ ràng chúng ta có thể lựa chọn sang một cái dòng máy khác là chiếc máy chạy Android đến từ nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Note 10 5G. Các bạn sẽ có tất cả những thứ này. Thứ nhất, các bạn cần màu sắc trẻ trung và có nhiều sự lựa chọn thì Samsung Galaxy Note 10 5G có luôn. Như ở đây thì mình đang có phiên bản màu đỏ, và màu đỏ này cực kỳ đẹp. Nó không kiểu là cái màu đỏ thâm thâm giống như trên Samsung Galaxy S8, S9 ngày xưa, mà nó là một màu đỏ rất là tươi. Và màu đỏ này thì mình hay gọi nó là màu đỏ Zenly Red, bởi vì là cái màu đỏ này do chính Zenly là đại sứ, mà Zenly thì lại là một thần tượng của mình bên Hàn Quốc. Đấy, thế nên mình hay gọi Zenly Red, mặc dù nó có một cái tên gọi là khác, cái gì đó Red ấy, chứ mình không để ý. Nói chung đây là một trong những màu sắc mà mình rất thích. Ngoài ra thì anh em cũng sẽ có những màu sắc như là Aura Ground để chọn này, hay là anh em cũng sẽ có màu trắng này, anh em cũng sẽ có màu đen này. Nói chung là nó có rất nhiều những màu sắc trẻ trung, chứ không chỉ dừng lại ở việc là trắng, đen rồi vàng giống như iPhone 10S. Và như vậy thì nó đã có thể phần nào đó giúp chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn về màu sắc để cá nhân hóa theo từng người. Thứ hai đó là đối với Samsung Galaxy Note 10 5G, anh em sẽ có một cái màn hình nó cực kỳ đẹp, và nếu như không muốn nói là nó còn đẹp hơn hẳn so với màn hình của chiếc iPhone 10S. Trong khi đó thì cái thân hình của nó cũng vẫn rất là nhỏ gọn. Màn hình này thì sẽ có kích thước là 6.3 inch, cường độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền Dynamic AMOLED, dải màu của nó đã được làm trung thực hơn rất là nhiều, khắc phục được những cái vấn đề về màu sắc mà những cái màn hình Super AMOLED đã từng phải vướng phải, và độ tương phản thì cũng chẳng có điểm gì để chê. Ngoài ra thì màn hình này cũng sẽ được thiết kế cong nhá, nên là anh em nào mà theo trường phái thích những cái gì nó phải cong veo lên đấy thì luôn luôn thích những chiếc máy này. Nhưng song song với đó thì cũng có nhiều anh em mình thấy là các bạn ấy không thích những cái sản phẩm điện thoại có màn hình cong, thì không biết là các bạn theo team nào, thích team thẳng hay là tim cong thì comment ở phía bên dưới. Nhưng tóm lại, màn hình của Samsung Galaxy Note 10 Plus thì chẳng có điểm gì để chê, sexy, đẹp, nốt ruồi hơi to tí mà thôi. Nó không được làm kiểu nhỏ nhỏ như nốt ruồi trên những chiếc Samsung Galaxy S20. Tiếp tới, một cái thứ nữa mà chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm trên cái sản phẩm này, đó là về camera. Thì đây là một sản phẩm cũng mang tới cho các bạn tất cả những tiêu cự mà các bạn cần trên một sản phẩm smartphone. Các bạn muốn có góc thông thường có, góc tele có, và chúng ta có góc siêu rộng với cảm biến là 16 megapixel. Đây sẽ là một sản phẩm mang tới cho các bạn cực kỳ nhiều tính năng ở camera. Bên cạnh việc là các bạn có thể chụp được xóa phông này, chụp được chân dung, chỉnh sửa một số những hiệu ứng, và các bạn còn có luôn cả khả năng đó chính là quay video xóa phông. Rõ ràng đây là cái tính năng mà những chiếc iPhone không bao giờ có, mà ngay cả việc các bạn bỏ ra 30 triệu để mua iPhone 12 Pro Max các bạn cũng sẽ không có cái tính năng này. Thế nên Samsung Galaxy Note 10 rõ ràng là nó khắc phục, nó giải quyết được tất cả những vấn đề mà các bạn đang gặp phải trên những chiếc iPhone. Tiếp theo đến với phần cấu hình thì đây cũng sẽ là một cái thứ mà các bạn cần phải cân đo đong đếm khi mà lựa chọn sản phẩm này. Như ở đây thì mình đang có là phiên bản Hàn Quốc, nó sử dụng con chip Exynos 9825. Hiệu năng của nó để chơi game thì nó sẽ không được ổn định cho lắm. Khi mà các bạn chơi game, các bạn cũng sẽ cảm thấy được rằng là cái FPS của nó bị drop xuống, đôi khi là xuống khá sâu nếu như các bạn để mức setting quá cao trong những tựa game như là PUBG, hay là thậm chí các bạn chơi Genshin Impact thì điều này nó sẽ còn tệ hơn nữa. Nhưng đó là đối với những ai sử dụng để cho mục đích chơi game mà thôi. Và nếu như mà chơi game ở cái tầm giá này thì mình khuyên các bạn không nên lựa chọn Galaxy Note 10, mà các bạn nên lựa chọn những sản phẩm gaming phone, ví dụ như là con Black Shark 4 chẳng hạn, thì cũng hơn giá này một tí thôi. Hay là các bạn cũng có thể lựa chọn Redmi K40 thì cũng ok. Còn đối với việc là các bạn chơi game chỉ là phụ, chơi những tựa game nhẹ nhàng và công việc là chính, thì Samsung Galaxy Note 10 với con chip Exynos 9825 nó vẫn còn quá tốt đi. Cùng với đó thì đây là phiên bản Hàn Quốc, nên nó cũng sẽ mang tới cho các bạn một cấu hình Max Option với 12GB và 256GB nhớ trong.
có thể thấy rằng 12GB nó mang tới cho các bạn một cái khả năng xử lý cực kỳ nhiều tác vụ đa nhiệm, kể từ chụp tab đa nhiệm hay là cho tới khi mà các bạn sử dụng để lướt qua lướt lại không có bất kỳ một cái gì gọi là khó khăn đối với chiếc máy này cả, đặc biệt là khi chúng ta đã có phiên bản One UI 3.1 đã được tối ưu hóa lại rất nhiều những cái thứ liên quan về độ mượt, độ nhẹ, và nó làm cho chúng ta có một cái trải nghiệm tốt hơn khi mà sử dụng cái sản phẩm này trên One UI thế hệ mới. Và sắp tới đây khi mà có những phiên bản kiểu Android 12 update lên trên phiên bản này, chiếc máy này chẳng hạn, thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nói chung đối với Samsung Galaxy Note 10, đây vẫn là một con máy mang tới chúng ta hiệu năng để xử lý công việc và sử dụng hàng ngày quá tốt. Bên cạnh đó thì việc chơi những tựa game nhẹ nhàng ví dụ như Liên Quân hay là Tốc Chiến thì nó cũng còn quá ok. Và với cái bút S Pen này rút ra, ui dù ôi màu đỏ này anh em thấy không? Ôi cứ cái gì màu đỏ là mình thích, nhưng hôm nay cũng mặc áo màu đỏ nhưng không phải màu đỏ của Samsung mà màu đỏ của OnePlus. Ok, nói chung đối với Samsung Galaxy Note 10 thì đây rõ ràng là một sản phẩm có thể khắc phục được tất cả những thứ mà chúng ta còn đang lấn cấn trên iPhone 10S và iPhone 10R, từ màu sắc cho tới camera và cho tới những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, và ngay cả về phần pin cũng như sạc thì nó cũng có thể xử lý đẹp, êm, hiệu quả. Còn các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 10 5G ở thời điểm hiện tại thì xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này thì giờ lại tới đây nhá. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ink Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.